Bộ phim mình về miền Tây để quay những chất liệu của miền Tây, nhưng mà không hiểu sao cứ mỗi lần quay xong thì cái kịch bản nó lại không thích hợp với miền Tây, rốt cuộc đi hai phải đem ra miền Trung này, thì đó là cả một quá trình của vui mừng tập thể ekip anh em chuẩn bị rất là nhiều, phải thẳng hạn như tất cả các bạn diễn viên cho tới Casper, trong đó có anh Nguyễn Thành Lộc, những người hợp tác lần đầu tiên với Thế Hải, đó là anh Lộc cũng là trùng tên với Hải, là anh Hải Hải Bùi, ở trong giới đồng phim thì gọi đó là anh Hải Long An. Rất là cực, trong suốt hơn một tháng mấy tháng rưỡi nay đã ngày đêm tập dần để làm sao có những cái đòn và những trận đánh thật là tốt, bởi vì Lý Hải muốn diễn viên phải là đánh thật chứ không có phải đúc vai đó, và quay một shot dài rất là nhiều. Lý Hải muốn tất cả các diễn viên phải thực hiện cái điều đó. Thì qua một tháng rưỡi các anh em đã lao động làm việc với nhau, thì Lý Hải cũng thấy được là khả năng của các bạn bây giờ đã lên rất là nhiều. Lý Hải hy vọng rằng với tất cả những quyền nhiệt huyết của các bạn đang giữ trong mình, và cái lửa đó các bạn cố gắng giữ cái lửa đó cho tới hết bộ phim trong quá trình quay. Cảm ơn tất cả các bạn đã hợp tác với dự án lần đầu lần ba phần năm này. Xin cảm ơn. Lúc đó thì trong sân lần mặt thì có thể đầu tiên Lê Hải cũng làm phim hành động, rồi sang cái phần hai phim trường Lê Hải cũng là dòng phim hành động, nhưng sang phần thứ ba thì Lê Hải lại làm dòng phim hài hành trình, rồi phần bốn thì Lê Hải làm phim ma mà hài, nhưng mà phần năm Lê Hải quay trở lại đó là hành động. Nhưng mà trong cái bộ phim 48 giờ này thì cái câu chuyện sẽ xảy ra trong vòng 48. Lê Hải kể một câu chuyện mà nó sẽ ép tim từ đầu cho đến 90 phút, không cho Lê Hải dòng mắt, không cho phép ai ngồi cái hộp dừa, và đặc biệt là trong cái 48 giờ Lê Hải sẽ không có hài nhiều như là những phần trước, mà đặc trưng đó là hành động.